Điền mắt chuột. À, mắt sáng. Điền mắt sáng quên. Lợ 10 triệu. Anh Hoàng muốn chơi em vào. Không. Vay ghi rõ tiền Điền mắt sáng lợ. À vay đi chơi gái. Mày chết cha mày. Hôm nay tiền đi thu lợ được nhiều không em? Được biết không? Đây hôm nay danh sách ở đây có 10 người. 10 người mà hôm nay mới thu được 6 người đúng không? Còn 4 người. Sao ít thế này? Thu được còn mấy người không? Có mấy người. Rồi. Làm ăn này chết. Ai già. Mẹ hai thằng này làm gì thế này? Ô, sao anh ở đây? Đang đấm bóp. Đang ấy rồi, điền qua, điền qua đúng ướt hết rồi. Ui giời ơi, khổ mồi đây em. Tao vừa đi thu lợ về Hoàng. Thu lợ về à? Được ít lắm. Đây, có bằng này thôi. Đếm. Vợ đi mới nị, nị anh và chồng thu kiểu gì được ít này. Thu bọn trẻ con, bọn mầm non đúng không? Bọn cấp 1 đúng không? Nó chỉ có bằng đấy thôi. 400, được có hơn 400 hay làm ăn gì? Thế chó nào ở đây lại có ghi lợ của thằng Điền 10 triệu đây là nào? Đâu? Đúng rồi. À, tao nhớ ra rồi. Hai lần thằng Hoàng nó đưa cho chú 10 triệu để đi chơi gái phải không? Nhưng mà nó cho mà. Mày chết. Mày bài là đó. Đây rõ ràng Điền mắt chuột. À, mắt sáng. Điền mắt sáng quên. Lợ 10 triệu. Hạ, đây hôm nay là đến đi thu ha, thu lại đây. Lại lên đúng không? Rồi đây. Rồi. Không. Lại 5 triệu thôi. Nhưng hôm nay đến ngày trả rồi, mày có trả không? Trả rồi. Nhưng mà cái mồm Hoàng có bỏ làm cho em. Tao cho nhưng anh tao cho đâu? Này. Đâu rồi? Không biết. Giấy trắng mực đen, có cả chữ ký mày ở đây nên mày giờ mày còn cãi cái gì nữa? Không biết. Anh Hoàng muốn cho em vào. Không. Này, ghi rõ tiền Điền mắt sáng lợ. À vay đi chơi gái. Mày chết cha mày. Mày nhục chưa? Đã bảo. Ô kinh mồm phải cho mà. Coi lại như này. Mày ngu đấy. Thì mày nói thế thì mày lựa mày có hai lựa chọn. Một là gái kép, hai gái Mường Thanh. Mày chọn gái Mường Thanh thì bắt buộc tao phải cho mày vay thôi. Tao đưa tiền cho mày. Mày thấy cả buổi chiều mẹ anh mỹ nị mẹ vợ của ông Hoàng. Mẹ đi thu lãi được có bằng này tiền. Nhưng mà em không biết đâu, anh Hoàng cho mày em mà. Không biết đâu. Triệu, gái Mường Thanh. Không biết, không được. Không, bây giờ mày gọi mày đi đấy giả tiền tao. Em không biết đâu, anh cho em rồi. Trả tiền đây. Không biết, nhưng mà anh Hoàng cho em rồi. Này, đúng, tao đúng, nói cho mày biết nha. Đi, ướt. Đi chơi ấy, sướng con cờ thì mù con mắt. Bây giờ mày á, này, đâu rồi nhỉ? Bây giờ mày tiền mày tiêu rồi mày vay mày phải trả cho em. Không biết đâu. Người xong rồi đi kiếm cho anh. Không biết anh Hoàng của chơi em không Hoàng. Biết. À, bây giờ mẹ mày bỏ cho mày xong rồi anh này. Đéo. Mày có cái món của ông nhưng cho mà mày chưa mà gọi tao một câu đại ca chân thành lần nào cả. Đại ca đi. Mày. Quay vào cam, quay mặt vào cam. Tao nói mày nha. Tiền. Cho vay rồi đúng không? Đi chơi, chính xác mày đi chơi gái. Nhưng mà Hoàng ở cho mà. Mồm mày nói không sai thế nào. Lúc mày sướng sao mày không kêu đúng không? Lúc mày sướng mày không kêu bây giờ. Rồi, bây giờ như này anh ôm nó để em tụt con nó ra. Không. Không tụt. Tụt không? Tụt. Không được. Không. Cái bó của cho mà. Thế bây giờ như này, tao cho mày hạ lộp như này. Một, thứ nhất. Nhưng mà tao không hạ lộp như này. Để tao đúng. Bây giờ đứng dậy. Đấy, bây giờ phận của mày là nghe, không phải cái. Đứng dậy, đồng, đứng dậy, anh em mình đứng dậy. Không, thằng này không thể chạy được. Bây giờ ấy, mày đã mắc vào cái tội này. Bây giờ mày phải nói một câu nào đấy, đạo lý, mày hiểu không? Không. Anh em chừa ra, anh em chừa ra, nói nhanh. Không đạo lý nữa. Như nào? Nói anh chừa lợ. Nói như nào? Không. Nói như nào? Không nói gì hết, ông Hoàng ông ấy cho rồi. Bây giờ ông Hoàng như này, em không biết đâu. Không được, vay phải trả đúng không? Vay phải trả. Nhanh. Tới mà ra đi. Vay phải trả, không được. Sao mày bướng thế? Nhanh, ôi ngồi mày bướng. Tụi quẩy à, mày bướng này. Đâu? Nào ra đây ngồi. Ra đây ngồi. Vợ bỏ anh ra. Ra đây ngồi. Được. Nào. Thằng này nó láo. Ôi cũng biết đâu, cái mồm anh của cho em mà sao giờ anh này. Nhưng mà tao mày chơi gái mày đắt quá. Mày đang mua bài đạo lý đi. Đắt thì anh cho em tiền rồi, giờ đắt thì việc gì của anh gửi cho em rồi mà. Không thích. Mẹ thằng nào lại ghi rõ lý do chú vay tiền đi chơi gái. Đấy em ghi mà. Mày ghi vào. Vay 10 triệu. Bây giờ tính nào? Vay lìn cái mồm của cho dài bỏ người ta vay. Bây giờ cáo hết lông đầu mày đi cho người tao sửa lại. Không được. Nói đạo lý đi. Nói đạo lý đi. Không đi nói. Khuyên anh em đi. Khuyên anh em là. Nói camera như nào?
phải như nào? Nhanh trừ lợ. Nhanh lên để mẹ mày kết thúc video nào? Ngay không thì mày sắp toang nơi này. Có anh em thằng mà cho tiền rồi cái này. Thì mẹ cho vay mày không? Lão phải không? Mày làm không? Cho rồi, cái mộc của cho anh á. Cho vay. Thôi cho mày nói lốt đi, cho tao cho nói lốt đi. Cho nói lốt đi. Nói lốt đi. Để nói cho những cái thằng mà vay tiền cái này. Cái mồm bỏ cho rồi, sau đến lúc lại bỏ sau đến lúc lại đi lên đây bỏ cho vay các kiểu. Thôi. Gì nữa? Bỏ chỉ đi mà cái làm lươn lẹo, chỉ được cái lươn lẹo thôi. Ừ. Bỏ làm người nhá, đừng có như thế nhá, cho tiền rồi sau bây giờ bỏ là đến đây vay mượn các kiểu, tôi bỏ làm người anh ạ. Cho rồi thì lại lại. Tao xuống. Mày có tin là bây giờ tao bế mày quẳng ngay em người nhá. Nó có dạy đâu em được. Cái mồm xuống ngay. Cái mồm của là nó đi ra để tao lấy đá tao quăng vườn. Đừng nha. Ai đâu? Phải trả biết chưa? Mày mà không biết đâu. Rồi đi về. Lại mồm của chua rồi đi đợi một vài. Này, đi kiếm tiền để trả nợ đi nhá. Nhà có lá này này. Về đâu nhanh nhà anh. Ừ đúng rồi, quên em. Anh về đi. Ừ thôi tao về đây. Ở đây miếng hoa. Em là vợ, vợ đấy nói anh. Cho anh làm gì. Vợ đi. Cho anh quên rồi. Bà nấu cơm đi anh ơi. Thế bố là chưa được nhận từ chủ nhà. Đừng có mong là tao đi. Chúng mày biết chữ không? Hả? Học hết lớp mấy? Thằng này. Bố mày đéo. Mày là Điền mắt hít đạo lý cho TikTok phải không? Ừ em sao? Tao thấy mày nói nhiều câu đạo lý hay lắm mà mày học hết lớp 3 không mày hay mày không biết chữ. Hả? À, cứ yên đi sáng sớm đi khu nhà. Cái cọc xê kia của đứa nào? Con mày ra khỏi cổng nhà tao. Tao bảo nếu mà mày mà chưa ký hợp đồng thật nha. Sách cho ai mày. Mày mà ký được bố mày sẵn sàng bố mày đi. Này. Cái ngày mày vào rất nhiều đồ nhưng mà lúc mày đi ra biến ra khỏi đây mày chỉ có đúng một cái cọc xê mày biến tao. Cọc xê cái đéo mày hả cho mày mà mày ngửi. Cho về mày ngửi đấy. Nước sai quả, chuối sai quả đấy. Chào các em. Hả? Hôm nay anh đến là có việc quan trọng đây. Ra đây ngồi tí bàn chuyện đây. Chúng mày ngồi đất đi để tao ngồi bàn ghế. Ra đây. Chúng mày ngồi đất đi để tao ngồi bàn ghế được rồi. Ôi, con thằng này đứng đâu rồi? Hôm nay tao đến đây ấy, là tao đã lấy được cái hợp đồng thuê nhà, cái nhà chúng mày ở rồi. Đấy. Chúng mày hiểu không? Hôm nay tao đến để lấy nhà. Và đồng nghĩa với việc tao đến lấy nhà là chúng mày sẽ phải đi ra khỏi cái nhà này. Có chuyện okay đấy. Hôm nay là giấy tờ đây, hợp đồng thuê nhà đây. Tao đã in sẵn hết các thứ rồi. Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày mùng 6 tháng 10. Mùng 6 tháng 10 năm bao nhiêu? Năm 2022. Ok. Đấy. Đây là hợp đồng đây, cho chúng mày xem đi. Chúng mày xé. Tao nói mày nhá, chúng mày xé là chúng mày phạm luật đấy, nên là chỉ xem thôi hiểu không? Cầm đấy. Tao không muốn xem. Không muốn xem gì, thằng này xem. Tao đọc to lên. Tao không xem, mày hiểu không? Mày không xem gì. Thế thì tao tuyên bố chính thức ngày hôm nay là chúng mày không có chỗ ở nữa và trở thành người vô gia cư, chúng mày hiểu không? Chúng mày không có nhà ở nữa. Thôi tao không theo nói nhiều nữa. Bây giờ tao vào tao lấy nhà thôi. Mẹ ba mày lấy. Đồ đạc quần áo chúng mày dọn ra đây. Mày vào đây. Ai cho mày vào đây? Này tao nói mày biết nha. Hợp đồng tao cầm đây rồi. Tao ra ngoài. Tiền thằng em tao cầm xuống đây rồi. Mày hiểu không? Tiền thằng em tao cầm. Bố mày nhận à? Không nhận nhưng mà nó để ở đây. Nó không mang về. Thế bây giờ tiền đâu? Bố em không cầm. Nhá. Đấy thứ nhất. Thứ nhất là ông ai? Thứ nhất là tiền nó mang xuống đây rồi. Ôi đi ra. Này, ai cho vào đây? Hợp đồng thuê nhà ở đây. Hợp đồng mày căn cứ ở đâu? Mày trả tiền chưa? Hợp đồng có ghi chữ ký của chủ nhà. Chủ cho chúng mày thuê đàng hoàng. Chúng mày không chịu nhìn là chúng mày phải mở to mắt cho chúng mày nhìn chủ chứ. Chủ tao còn biết nhưng mà bây giờ tao thuê hợp đồng của tao là 1 năm. Cầm tao biết. Tiền chúng mày cầm rồi. Mày không ra ra. Đi ra. Quá. Tất cả những đồ này của chúng mày. Để tao gọi xe nhỉ. Thằng này cho tao có điện thoại. Giờ đây tao gọi cái xe kéo đồ chúng mày nhỉ. Mày cút rồi.
Chúng mày bây giờ chúng mày mày đấy im đây. Bỏ tay ra. Ai cho mày đấy ra? Tóm lại thì cái đồ này vứt hết là khỏi nhà tao. Vứt hết là khỏi nhà tao. Mày hiểu không? Nhà tao nhà mày. Ờ. Đi mày à, quần áo tao. Tao đến tao tịch thu nhà chúng mày. Đi ra. Mày thấy ở đâu? Đi ra. Mày vứt quần áo ai đi? Này, nhà tao nó vẫn ở chưa? Tao nói cho hai thằng chúng mày biết nhá. Tay tao cầm hợp đồng thuê nhà này. Đéo hợp đồng, đéo biết hợp đồng, đéo vào đồ người nào biết. Bây giờ chủ nhà vào đây chúng mình đi. Tao nói chúng mày này. Chúng mày thế lão chúng mày suy nghĩ một tí cho tao nhờ cái. Chúng mày phải nhìn vào cái thực tế bây giờ chúng mày cứ cãi cùn là thế nào? Mày cứ gọi chủ nhà vào đây. Mày phải suy nghĩ đi, hiểu bố mày thuê một năm rồi nó chưa trả tiền tao còn lâu tao mới đi. Chủ nhà người ta đang ngại bởi vì bây giờ tao tiền cọc tiền kiếp bây giờ tao chi hết rồi, bây giờ chẳng nhẽ bây giờ nó đến đuổi mày đi. Tao đến tao đuổi thôi, chúng mày hiểu không? Đéo, nói chung là đéo quan tâm. Cầm quần áo đi, quần áo bị quần áo của mày đâu? Này, bị quần áo của tao đâu? Tất cả cầm đi hết rồi. Đồ tao là mày tao ở đây, cái gì nó mang đấy? Cả cái quạt này nữa, có cái đồ gì mang hết đây? Cầm hết đi. Tao không cầm hết. Có để liệu không? Không, cút. Cầm đi hết đi. Đi ra khỏi cổng nữa. Cả thằng mày nữa. Đi ra khỏi cổng. Đi về nhà mày cắt cưa đâu mày đâu. Thế bố là chưa được nhận từ chủ nhà, đừng có mong là tao đi. Chúng mày biết chữ không? À. Học hết lớp mấy? Thằng này. Bố mày đéo. Mày là điền mắt hít đạo lý cho TikTok phải không? Ừ em sao? Tao thấy mày nói nhiều câu đạo lý hay lắm mà mày học hết lớp 3 không mày hay mày không biết chứ. Hả? À, đi sáng sớm đến khu nhà. Cái cọc tê nghịch của đứa nào? Đây. Còn cái này này. Nhanh. Đi. Cao đéo cầm ấy. Đi ra khỏi cổng ra nào. Nhanh. Nhà bố mày đây rồi. Đi về. Nhanh. Tí ơi, tao sẽ liên hệ với thằng cổng nhà. Còn đi mày ra khỏi cổng nhà tao. Tao bảo nếu mà mày mà chưa ký hợp đồng thật nha. Sách cho ai mày. Mày mà ký được bố mày sẵn sàng bố mày đi. Này. Cái ngày mày vào rất nhiều đồ nhưng mà lúc mày đi ra biến là khỏi đây nha. Mày chỉ có đúng một cái móc tê mày biến qua không? Móc tê cái đéo. Mày à, cho mày gửi. Cho mày mày gửi đấy. Nhất. Bố ơi, nói với chủ nhà nha, mà sai sự thật nha. Mày chỉ mẹ mày lo đoạn chúng mày biến ra khỏi nhà tao không? Biến. Thế nha. Biến. Tao đã bảo là chúng mày con treo bố chắc lấy đồ. Ok. Này, lúc nào mà cầm chắc trong tay phần thắng ấy, quay lại gặp tao nhá. Còn bây giờ ấy, đừng bao giờ bước chân vào đây nữa, hiểu không? Này, hợp đồng thuê nhà này. Nếu cầm không, mày xé của tao, tao có bị ngu đâu mà. Thôi biến đi. Biến đi. À, cầm cái điếu cai về mấy thằng hút. Này. Đây, cắm cái ngõ vào mấy hút. Mẹ, ta bảo mày nhá. Biến. Bye bye. Biến đây, đi nhà mới. Đi.